Hello 1 2. Vâng, kính thưa các cụ, quý vị, chị bạn, bây giờ được phép của gia đình cũng như được phép của vị trưởng đoàn phái đoàn đón dâu gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng thông báo. Như vậy lúc này theo thông tin chúng tôi vừa nhận được bên phía hai phái đoàn đưa và đón dâu của hai gia đình. Như vậy chỉ còn ít phút nữa hai phái đoàn đưa và đón dâu của hai gia đình cùng với chiếc xe hạnh phúc của chú rể Nguyễn Bình và cô dâu Phạm Phượng sẽ có mặt tại sân khấu trường của gia đình nhà trai chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ xin được thay lời cho gia đình cùng với chú rể Nguyễn Bình và cô dâu Phạm Phượng, chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời đến toàn thể các cụ, quý vị, anh chị, các bạn. Chúng ta cùng khẩn trương trở về sân khấu hôn trường của gia đình cùng mời nước, mời chầu và trong ít phút nữa chính thức đón tiếp hai phái đoàn đưa và đón dâu của hai gia đình cũng như dự chương trình lễ thành hôn 10 ngày vui hạnh phúc trăm năm của chú rể Nguyễn Bình và cô dâu Phạm Phượng. Xin được trân trọng kính mời và trân trọng kính mời. Thank you.
sát lên xúc tất lòng người hằng sâu nỗi nhớ thương người quê mẹ về cô đô thăm bệnh tật người sống với người thành bài ca đất nước biết đâu làm chùa lập lại đồng chiên mỗi lần hầm hoa như trăm ngàn đẹp biết bao ôi mạnh đần mẹ hiền vang vọng tiếng sơn chúa đổ tình hồi cũng tình hạt nhớ đầy vơi còn ngào lời
say lòng. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, nghe cô từ sâu thẳm đang chuyện mình xin xui. Trong ánh mắt em cười có mùa xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn yên hình dòng cây xa. Mùa xuân về em ơi, mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về và chúng mình yêu nhau. Từ độ ấy em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi mùa xuân biên giới xuống anh trời xa. Em không em mùa xuân xóm vui trong mùa nắng như mọi đồng chín vàng. Ngày anh đi cách xa quay sao được nỗi nhớ, xa nhau dù cánh chờ vẫn trọn đời tin nhau. Chỉ chiến tiến giết thù có bàn tay anh trắng, đôi hậu phương xa lắm tay em. Mùa xuân về em ơi, mưa hè mát lạ, tình ta càng thêm sâu những tiếng chiếc hôn đầu. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương. Ảnh lên để ngoài cổng ấy, để mày để đấy, em tưởng để ngoài kia kìa. Để ngoài cổng, để lên.
tổ chức để đây. Để tổ chức phải để đây cái này để qua đón khách đón khách. Đúng rồi. Nhưng mà tí nữa thì mình hay có phá cái lối đâu. Thì nó cái đi của cái khoảng 15 phút tổ chức kia thì để đấy là đúng rồi. À, bởi vì là cô dâu chú rể nó ở đây rồi. À, không tặng cái gì. Chỉ có không thì là ai làm là thích cái chậu. Chỉ có bố mẹ rồi anh chị ruột thì thôi. Nhà gái. Tiếp sofa nô. Tiếp nha. Cái bài Hà Nội hôm nay hát tầm này cũng được. Loại hát đầu tiên là hơi ấy. Chứ bài này nó thay đổi quá ác liệt á.
qua hát cái bài Lại Thị để Quang Lê là tắt tiếng một phần vua mà tắt đấy. Bản quyền đấy. Còn hát này là từ đầu cứ bài nào dẫn một khi bài nào tắt bản quyền thì nó. Lúc đấy mở nhạc xong mà nó nào là cho đi đi, cho đi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.